các bạn đã đến nhà của mình. Hôm qua mình đã trồng một cây dưa hấu và nó đã rất là to. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái dưa hấu nè. Cái nào có lá, nó sẽ bò lên từ đây nè các bạn. Xem nè, nó sẽ bò lên làm cái gốc á. Nó sẽ càng ngày càng to hơn. Trời, đây là cây dưa hấu. Và cây dưa hấu này nó bò lên cái dây. Và sau đó nó ở lủng lẳng trên trời, có một trái dưa hấu. Đây là trái dưa hấu ở trên vàng. Phải cột nó vô chứ không là nó rớt cái bịch. Bắp ơi xem thử nó gần chín chưa con. Mới gõ là nó gần chín rồi. Rồi, một trái dưa hấu nằm trên vàng. Bắp ơi cô lại nhìn trái dưa hấu xem thử là trái dưa hấu này ăn được chưa. Xem trái dưa hấu đi. Đỏ chứ sao? Mua thật.